Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai viên pin chung kích cỡ size C của Energizer, có tên là Energizer Max. Đây ạ, pin này là pin chung C, hay gọi mã là E93 hoặc là LR44. Thời hạn sử dụng rất là dài, lên tới 10 năm. Và đây là sử dụng đến năm 2029 này. Pin này pin alkaline, pin kiềm, đóng gói hai viên. Và pin này chúng ta thường được dùng trong bếp ga hoặc là các thiết bị điện tử dùng lưu trữ bộ nhớ chẳng hạn. Đây là thông số sản xuất của cái viên pin này, hàng chính hãng phân phối tại Việt Nam và nơi sản xuất là Mỹ, Made in USA. Mã là 1.5V C LR44, xuất xứ Mỹ, phân phối chính hãng tại Việt Nam, nên chất lượng rất là tốt. Để tìm hiểu kỹ hơn về pin Energizer Max cũng như là các loại pin khác, các bạn có thể truy cập trong webpinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.